đau đúng không? Nó chẳng ăn tiệm gì cả. Tao không phải nhìn mày, nhau mày, đâu mày, rồi. Con tao không thấy mày đâu. Còn con này nữa mày làm sao? Hả? Mày định đi đời người chồng của người khác không? À, mày định đi đời chồng người khác không? Làm gì hết hả? Hả? Mày định đi làm gì đấy? Mày vừa làm gì đấy? Cắt tao bỏ đây. Anh ơi thì mọi người không biết là tình hình của mình với anh Chiến bây giờ là rất là căng rồi mọi người ạ. Bây giờ anh Chiến ấy đi đâu cũng không đưa mình đi luôn. Nay thì lúc chiều ấy mình để ý là hai đứa nó bé em bé đi đâu ấy mọi người. Lúc đấy là mình cũng ở trên nhà ấy cũng không muốn nhìn mặt anh Chiến nữa, kiểu hai đứa bây giờ ghét nhau rồi cũng không muốn nhìn mặt nhau nữa. Nhưng mà không biết là hai đứa cứ bé con ốc đi đâu rồi. Bây giờ mình cũng đang đi tìm mà gọi điện thì không ai nghe mọi người ạ. Mà đi từ trưa rồi mà bây giờ mình vẫn không thấy đâu, không biết là định đi đâu nữa. Bọn này không biết là vớ vẩn đưa nhau đi đâu rồi. Mình chỉ lo con bé thì nó hay khóc với mọi người. Bây giờ đi chơi tí là nó khóc rồi nên là mình rất là lo luôn. Mình đi tìm quanh cái thành phố rồi vẫn chưa thấy đó đâu. Ôi đằng trước xe giống xe anh Chiến đấy nhỉ? Đâu? Ờ đúng anh Chiến rồi. Đôi đây, đôi đây. Đôi xe Chiến rồi này. Lùi lại. À chị xuống đi. Chị xuống xe, nó dừng nghỉ à? Đây nhà hàng. Đây là nhà hàng. Đúng rồi, đúng xe anh Chiến rồi. Có. Đưa nhau vào nhà hàng ăn rồi. Túi sách vào đây. Tôi bảo túi sách vào đây. Ừ. Túi sách nó này mọi người này. Đấy. Mọi người đi từ trưa luôn, mang con cuốn đi luôn mọi người ạ. Mà mình gọi điện nó không thế nào nghe luôn, gọi cho ông Chiến thì nó chỉ tắt máy thôi. Mình lo con xe nước nó vẫn cứ tấp xe kìa. Không biết bọn nó ở đâu. Đi vào trong nhà hàng xem có. Xem em mọi người nhá. Tìm thấy cho nó đưa nhau vào đi, đưa cả nó đưa nhau vào đi ăn đấy. Tối tối rồi đấy. Nhưng mà ăn cũng không nhiều quá nhá, về nó cho nhà hàng đấy, đừng quá nữa, người ta nhìn nhá. Ăn thế rồi, chắc là nó cũng rồi. Làm gì, cháu có bất cả, bất cả, bất cả, có con cún đâu đấy? Không thấy con đâu. Con đi. Con đâu? Con ra mang về nhà rồi. Đã bảo ăn từ trưa rồi mang về nhà làm gì? Tao gọi mày tắt máy làm gì? Chúng mày đi bỏ nhà đi, chúng mày đi hết tao mà mình tao trông cả. Thế thì bỏ nhà đi hết tao, chứ nhà mày không bảo con tao bế nhá. Mày còn đuổi tao mà, không cho tao bế con mà. Chúng mày vào đây làm gì? Tao hỏi mày vào đây làm gì mà đúng nhá. Tao ta ăn uống. Tao ăn uống. Ngày xưa là đéo mua cho con mày mà còn đen đúng á. Tao không mua á. Thế mày hôm nay ai mua? Khỏi mày ai mua? Ngày xưa đấy, từ ngày xưa tao mua rồi. Bây giờ chúng mày thích can thiệp cuộc sống của tao đúng không? Mày đi đâu ấy, ngày xưa đi đâu cũng có anh, có em, bây giờ á, trên nào bây giờ hai đứa đi với nhau à? Ăn xong đi nhà nghỉ à? Tao đéo thừa tiền để mời chúng mày đi ăn. Nhưng mà học viên mới mà không phải sao lại còn phải dẫn một mình nó đi ăn. Tao thích. Lại còn một chậu mua một chậu nước uống chung hai người ấy. Tao đéo có tiền để mời chúng mày đi ăn, tao mời mình nó đi ăn, được chưa? Nó tốt với tao thì tao mời. Tao phải đéo tốt gì? Nó chăm con mày không? Hả? Để xem con nó khát sữa nó cũng không biết. Hả? Mày bị mù quáng à? Tao mù quáng cái gì? Hả? Trông nó không trông được còn béo cho nó khóc. Sao khi anh mang nó về nhà trên đây có Thảo con em trông anh mang làm gì để cho mẹ anh nghĩ là Thảo không trông được con nữa thứ. Mày không đáng tốt để cho mày trông. Tao là mẹ nó, đừng bảo không tốt hay là tốt ở đây. Được chưa? Mày muốn như nào? Bây giờ mày muốn can thiệp cuộc sống của tao đúng không? Tao chẳng can thiệp gì cả. Tao mày cũng là nhìn nhau tao rồi. Con nhưng tao không thấy mày đâu. Còn con này nữa mày làm sao? Hả? Mày định đi đời người chồng của người khác không? Mày định đi đời chồng người khác không? Làm gì hết hả? Hả? Mày định đi làm gì hết? Mày làm gì hết? Chúng đáng làm gì nữa? Mày vừa làm gì hết? Cắt tao đây. Anh nào cái gì hả? Làm gì hết Nhiến? Hả? Mày không lúc đó cũng bắt bỏ. Mày giúp tay tao. Đừng động vào người đó nhá. Mày bắt vợ mày ấy thì mày tao với mày không phải là vợ chồng nữa rồi. Mày đã bảo tao ký vào đơn ly hôn tao rồi. Tao xin lỗi mày nhá. Chính mày là người đã xé đơn ly hôn nhá. Mày chưa ký vào đấy. Ồ, mày bảo tao ký vào đơn ly nhưng hôn mà mày đéo ký, mày hiểu không? Bây giờ tao với mày vẫn là trên hợp đồng là vẫn là vợ chồng. Mày đã nhục không? Hả? Chả nhục cái đéo gì. Tao với mày đấy là bảo mày ký vào đơn ly hôn. Mày đéo ký, bây giờ tao đéo ký nữa đây. Nào làm sao? Tao mày chả là cái đéo gì cả nhá. Nói mày biết nhá, đừng mà can thiệp vào cuộc sống của tao. Tao đi với ai kệ tao, tao mời ai ăn kệ tao nhá. Còn chúng mày, Yến,
cần chung sống với chúng mày à? Em nói anh này, bây giờ nhá, anh vẫn là chồng nó, anh chưa ký đơn ly hôn, nó có quyền được can thiệp nhá. Chả chồng con gì với nó cả. Trên giấy tờ vẫn là vợ chồng nên anh đừng có nói như thế. Còn nếu con tao sẽ ly hôn rồi, chả cần gì nữa. Anh thấy là anh sẽ đưa con trước ra tòa hay nào cả. Nếu mà ra tòa qua. Tao mày cũng chưa thấy đâu, chứ nhất là mày đi ra khỏi người tao. Đấy, chỉ thông báo với chưa, thông báo với anh bạn bè thôi. Hai bên đã tính biết nhau rồi. Nên mày nói thế à? Tao thích tòa đấy đấy. Thế sao mày không thích được không? Hay là mày để ông con lại trông? Tại sao lúc mày đi mày không nói như thế đi? Mày không suy nghĩ thế đi. Để đến bây giờ tao phải như thế này thì mày mới lời mày nói. Hả? À, mày đi nhá. Tao sợ là mày với con này gặp kè nhau trước lúc tao đi làm. Một rồi, gặp kè trước một tháng rồi. Thế mày gặp kè thì như nào? Hả? À, gặp kè bao nhiêu mày biết? Bây giờ mày nói như thế nghe. Chả tại sao mày tao không thể chấp nhận được. Này, lúc đầu mày không nói thế. Bây giờ mà bảo thái độ gì? Mày tao nói bao nhiêu lần mày nghe không? Hả? Bây giờ tôi có bạn mới rồi, bây giờ mày thái độ gì? Tao nói lúc đầu tao tâm sự mày nghe không? Hay là mày chỉ nói nó phất lờ đi những câu nói của tao? Bây giờ mày nói gì ấy, chả ai nghe đâu nhá. Bây giờ chỉ có những thằng ngu như này nghe mày thôi nhá. Còn xã hội cho ai tin được mày. Đúng rồi, mày tính là ngu hay là mày thích thế thì. Mày cút. Mày làm gì đây này? Đi đâu? Đi. Mày không bao giờ cũng phải với con. Biến. Mày biết thế. Biến đâu? Thằng kéo biến đây. Còn con này nhá, mày muốn làm được ra không? Hả? À nhờ. Thì cho mày bắt mặt mày luôn không? Anh cho em được thì anh cho được. Đừng động người đó nhá. Mày biết tầm cái ảnh hưởng của tao nào thì tao nhá. Tao mày lên mạng xã hội nhá. Tao nói là mày biết. Mặt mày đẹp quá, để bao nhiêu người khác thì người xã hội nhờ. Ừ. Sao biết mày về được rồi? Mày về á? Cái lại mày ép bao nhiêu lần rồi mày xem là mày có quay được đâu. Tao như này ấy là do mày nhá, đừng có đi chả thế. Chả do ai cả, tất cả là do cái bản tính của mày thôi. Lúc này chị ơi, lúc đó đang có bồ em không đi cặp bồ ấy à. Thôi mày ơi, chuyện nó còn ngủ. Điên. Thế thì thương làm cái gì, em thấy nó vác con về nhà để cho mẹ trông để xong để đi chơi với nhau này thì em bảo tình thương gì nữa. Nó gặp với nhau từ lâu rồi. Em bảo là ngày xưa em đi với thằng Duy có lý do cả mà. Thôi đi về thôi.